Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay tìm nấu món gà hấp muối hộp và xả gừng vô. Đây là món, đây là con gà, một ký dữ, rồi muối hộp, gia vị là muối hộp, để dưới muối hộp, rồi gừng nhét vô gà, rồi gia vị tỏi ớt, xả để mình lót cho nó vô cho nó thơm. Rồi mời cô chú anh chị xem tìm làm nha. Đó, gia vị lúc đầu mình ướp con gà vô, ướp vô con gà, chà lên con gà cho nó ngon, nó thấm. Lâu lâu tìm mới làm món này, mời cô chú anh chị và các bạn xem nha. Xem thì nhớ thấy làm cái sai sót gì bỏ qua, thông cảm giùm nha. Mình mới tìm mới tập làm vlog, tập làm nấu món, tập nấu món ở trên mạng á, nên có thiếu gì thì mong mọi người xem bỏ qua nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Bây giờ mình bắt đầu làm đây, để máy quay là mình làm. Lần đầu mình nấu món này, món gà nổ muối hột. Gà nổ muối hột và xả gừng, rồi mình tắm gia vị lên hấp. Đây là mình mâm gia vị cô tìm chuẩn bị làm nha. Mời quý vị và các bạn xem, thấy hay nhớ đăng ký kênh và like, chia sẻ ủng hộ cho ta tìm nha. Một nút đăng ký và một lượt like share rồi cho ủng hộ cho tìm có động lực để làm video tiếp theo cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm đây. Mình lấy gia vị, mình tắm con gà, rồi bỏ muối vô, bỏ muối hột xuống dưới, bỏ muối hột xuống, đó bỏ muối hột xuống, bỏ xả vô nữa, rồi bắt đầu bỏ con gà vô. Rồi chiếc gia vị này lên, chiếc gia vị lên cho nó thấm. Đó, giờ mình dẹp cái này, bỏ này vô, dẹp lại qua một bên. Rồi gừng này mình nhét vô. Đó, lật con gà nó mình nhét gừng vô cho nó thơm. Bỏ gừng vô. Thank you.
Đó, bỏ gừng xả vô cho nó thơm. Còn muối mình cũng để vô luôn, bỏ vô luôn. Đó. Mình đi nhớ mình luôn, mình nổ muối và hấp muối hột và xả gừng. Đợi lại tế bàn vô bưng lên nấu. Đó, quý vị con gà về luôn. Đó, chín để mình lấy, mình thử lấy đũa mình thử thôi, đâm thử con gà thử cái chín chưa. Đó, chín chưa, chín rồi, gà mềm. Đó, gà mềm rồi, chín ngon lành, gà vàng ươm luôn, thơm nức nữa, bay mùi thơm xả gừng. Có mọi người thấy con gà chưa? Gà nhìn vô một thơm vàng luôn. Nấu món này gà hấp muối hộp, không cần nước, không cần đổ nước đâu mọi người, không cần đổ nước, chỉ bỏ xả lại gừng lại muối hộp thôi, rồi mình hấp lên, không cần nước, gà nguyên chất luôn. Nhìn con gà thấy ngon vàng đã chín rồi, đã chín rồi mọi người ơi. Bây giờ mình đi lấy muối, muối ớt chấm, rồi mới đâm muối ớt rồi chấm con gà. Nó muối ớt đây, muối ớt mình đâm này mình chấm vô. Đó, muối ớt mình phải thưởng thức con gà hấp muối hộp lần đầu tiên mình làm, thử nó có ngon hay không. Thấy thấy các bạn làm thấy ngon quá, bây giờ mình làm thử có ngon hay không. Đó, một mùi gà ngon quá. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn gà nha. Đó, mời cô chú anh chị và các bạn một mùi gà.
Bây giờ mình chấm muối, mình ăn thử cái nồi. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn nha. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn cùng Kiều nha. Đó, chấm vô. Chấm muối vô. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn nha. Ồ, ngon quá. Nhìn con gà thấy ngon luôn. Gà nhiên chất luôn. Mình hấp như là nhiên chất luôn. Chất lượng. Xá vừa thơm luôn. Và con gà thì nó ăn mặn mặn. Ớt luôn, mặn mặn ngọt ngọt. Thơm. Mềm. Ngon quá cả nhà ơi. Rồi cô chú anh chị ăn cùng tìm một miếng nữa nha. Xin mời cô chú anh chị ăn nha. Xin mời mọi người cùng ăn gà hấp muối hột. Ngon quá. Rồi video đến đây đã kết thúc nha. Chào cô chú anh chị và